Tôi chưa có tỉnh, chưa có Gì tỉnh hả? giấc. Vậy hả? Tôi trong cái tỉnh giấc tôi kể cho nghe câu chuyện. Ồ, dạ đi. Con này thiệt tình con ngủ ngon giấc nó ngọt kinh động. Ông mà đang nhận nghe thấy muốn biết câu chuyện của ta để làm cái gì vậy? Tôi giúp đỡ bà chịu không? Tôi giúp đỡ bà chuyển kiếp thành người chứ thành quỷ ở đây đâu ích lợi đâu với phụ nữ nữa, mà thành quỷ thì gặp mấy con quỷ nam nó khoái lắm, mà đẹp giống gì nó tròn quay giống gì nữa thôi, nó khoái cho thấy. Không phải là quỷ, ta chết cách đây có 4 năm mấy thôi, ta chỉ là một cái linh hồn, là con ma thôi, chưa có thành quỷ. Vậy hả? Vâng. Vậy hả? Rồi bây giờ ngươi muốn biết vì sao mà ta chết lưu lạc đến nơi này có đúng không? Ừ, kể đi. Kể cho nhà nghe nghe. Ừ, kể dạ, Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà, ông bác, anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà, ông bác, anh chị em ngày mới tốt lành, an tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Tiện bà bác ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những nơi u ám mà mị, cõi nhân minh, cõi quỷ dữ, tu luyện tà thực, tà đạo, hại người, hại mình. Mà hiện tại đang ở trên đỉnh núi Sam, cái vị trí này trước giúp rất là nhiều dòng, giúp được dòng ở trên địa phủ nữa. Thì video thế nào, mời bác theo dõi nha. Đi thôi, mời bác nha. Trời trời, ai vậy? Xin chào. Ai đó? Gì hả? Cô là người? Bà ngủ hả? Đang ngủ hả? Ai đó? Có thể nói chuyện được không? Vậy hả? Tôi là người. Ừ. Tôi là người nhưng mà pháp sư. Pháp sư nhỏ xíu xíu chỉ gia giúp đỡ vong linh lang thang nói khác. Ở cần tôi giúp đỡ gì không? Lên đây ngồi nói chuyện chơi. Kinh động gì? Tôi biết là ta đang ngủ không? Đang ngủ hả? Ôi, nam hay nữ đẹp quá vậy? Tôi là một người phụ nữ. Gì hả? Đứng chờ tôi chút xíu nha, để cái máy ra xa xíu coi họ nói chuyện được không. Nghe hả? Ồ, sao mà chết hả? Hả? Ừ, Chưa để cho tôi cái gì? chà chà cái cặp mắt của tôi lại, cái đó người ta đang ngủ à, làm kinh động rồi, tôi chưa có bất chợt, tôi chưa có tỉnh, chưa có Gì tỉnh hả? giấc. Vậy hả? Để tôi chà chà trong cái tỉnh giấc tôi kể cho nghe câu chuyện. Ồ, dạ đi. Con này thiệt tình con ngủ ngon giấc nó ngọt kinh động. Ông mà đang nhận nghe thấy muốn biết câu chuyện của ta để làm cái gì vậy? Tôi giúp đỡ bà chịu không? Tôi giúp đỡ bà
chuyển kiếp thành người chứ thành quỷ ở đây đâu ít lợi đâu với phụ nữ nữa, mà thành quỷ gặp mấy con quỷ nam nó khoái lắm, mà đẹp giống gì nó tròn quay giống gì nữa thôi nó khoái cho thấy. Không phải là quỷ ta chết cách đây có 4 năm mấy thôi, ta chỉ là một cái linh hồn là con ma thôi chứ có thành quỷ. Vậy hả? Vâng. Vậy hả? Rồi bây giờ ngươi muốn biết vì sao mà ta chết lưu lạc đến nơi này có đúng không? Kể đi. Ta kể cho nhà nghe nghe. Kể đi. Kể vào cái gì? Của 4 năm rưỡi về trước, bây giờ hiện tại là 4 năm rưỡi rồi. Đầu cái tháng gì, đầu cái tháng gì đó, tôi thì gia đình cũng không có khó khăn gì cho mấy, cũng Xin không lên có kia ngồi nói chuyện đi bà cho dễ dễ chịu chút coi, đứng kia mà không mệt ngồi xuống đi. Trời ơi bà phụ nữ bắt đứng tội nghiệp không, ngồi đây. Trời dễ thương ghê không. Thôi thôi kể lại tôi nghe từ đầu đi, tôi nghe chưa rõ vậy. vào ngày này tháng này năm này của 4 năm rưỡi rồi, bây giờ là 4 năm rưỡi rồi, của 4 năm mấy về trước, gia đình của tôi cũng không có đến nỗi nào mà khốn khó, có Rồi. cô cũng có đủ sống, nhưng mà tại vì tôi thích là cái công việc vận động tay chân đó. Tôi đi hỏi vào một cái tiệm bán đồ ăn nhanh về cho người ta đó, tôi xin vào đó tôi làm, nhưng mà gia đình tôi nói là thôi đêm hôm khuya khắc nữa, một mình anh phụ nữ mà đi lái xe như vậy thì gia đình tôi không có yên tâm, mà tôi nói là tôi phải đi làm kiếm thêm thu nhập chứ, mà rảnh rỗi quá tôi cũng buồn, tôi đi phải kiếm thêm thu nhập. Rồi cái tôi vào một cái cửa hàng đồ ăn nhanh đó, tôi xin một tốt thì ca ngày, một tốt ca đêm, nhưng mà tánh tôi thì tôi thích về đêm, thời gian 3 ngày nó dài hơn, có thời gian ngủ nó dài, cho nên là tôi đăng ký đi đi đêm. Không ngờ ông ơi, cái tai họa gì nó ập đến ông ơi, linh hồn cho cuộc đời tôi lắm, ông biết thì sao không? Vào cái ngày này tháng này của 4 năm về trước, tôi đi Đi đâu? bà chủ tôi nhận được cái cuộc điện thoại đó là giao cái đồ ăn nhanh đó, giao với số lượng cũng nhiều lắm, như là cái số lượng cái đêm đó tôi nhớ không lầm là cái đêm đó là giao là dạng cả triệu bạc tiền đồ ăn nhanh đó không, nhưng mà ông biết lúc đó là kêu tôi đi giao ông biết mấy giờ chưa, 3 giờ khuya sáng không? Tôi lái cái chiếc xe của tôi 4 năm mấy thì tôi chạy cái chiếc xe trung bình thôi, chiếc quay quen pha của Trung Quốc gì đó, tôi chạy cái chiếc xe trung bình thôi. Bà chủ nói bây giờ cái số lượng này cả bạc triệu, thôi giờ cũng gần 3 giờ sáng rồi, kêu tôi đi đi cho thêm tiền bo đó không, là cho tiền bồi dưỡng thêm 300 ngàn cho tôi. Cái tôi cũng tham tiền đó không, Đúng rồi. tự dưng được 200 ngàn tiền bồi dưỡng thêm nữa, mừng quá tôi xách cái đồ ăn đó đó, tôi xách nha, hai túm nhiều lắm, bắt đầu tôi ra xe tôi nổ máy, tôi đến cái địa chỉ đó đó không, không biết sao không? Cái địa chỉ gì đâu mà nó ở xa mà cái đường không, trên đường tôi đi đó cái giờ đó gần 3 giờ sáng mà nó vắng ông ơi, không một chiếc xe nào qua lại với tôi, nó vắng tanh luôn. Tôi đang chạy không biết trời tôi đất kiếm cái gì ông ơi, tự dưng cái trước mặt tôi á, tôi thấy cái cánh sáng, cái đèn sáng, nhưng mà ông biết đèn gì không, cái đèn của những người mà nó ăn nhậu đó, tự dưng chạy tới đó cái nó đứt cổng dây sơn không, nó làm một cái thật một cái ông ơi, nó đứt cổng dây sơn rồi. Tôi quýnh nó cho ông ơi, đêm hôm khi phát một thân một mình là phụ nữ nữa, trời ơi, mà hay chăng cái tụi đó là nó đang nhậu 4 thằng, cái nó giả bộ nó là người tốt quá, nó giả bộ nó ra nó gắn sơn đồ vô nó làm giùm, nó giả bộ thôi tôi đâu có biết đâu, cái tôi biết nó bọn người xấu là tôi bỏ cửa chạy lấy người rồi,
tôi cũng lấy điện thoại ra tôi gọi gọi cho tụi nó thôi, nhưng mà tụi nó dụ tôi thôi ông. Tụi tôi thấy tụi nó nháy nháy mắt với nhau cái một hồi á không, cái tôi thấy nó sửa đâu không thấy, nó lôi nó bịt họng tôi vô đó, lôi vô cái khúc vắng luôn ông nội ơi. Bốn thằng cửa thay phiên nhau cưỡng hiếp xong, cưỡng hiếp mà tôi đâu có làm lại đâu, cái bốn thằng đó rồi xong rồi cái đầu tôi kêu bọn nó tha cho tôi đi. Cái trong cái thuốc đó nó có một thằng tính tha nhưng mà ba thằng kia không chịu, kêu giết người diệt khẩu đi để sống là không được, sống là nó sẽ trình báo không có được. Rồi xong rồi ông ơi, bốn thằng nó xính là nó giết bịt đầu mối luôn không. Kia nó uống đó rồi nó đập ra nó lấy miệng đó rồi nó ẹt ẹt tôi rồi nó giết người bịt đầu mối luôn Từ rồi. lúc đó chờ chết tới giờ mấy năm Tới bây giờ nữa là 4 năm rưỡi đúng rồi đó không? rồi bà chết tại sao mà 4 năm rưỡi nay mà không được chịu thoát, có ai rước bà xuống địa phủ không? Phải tôi nói ông nghe, chắc có lẽ là tôi chết oan chết ức đó. Lúc chết tôi không có cam tâm, lúc chết ông biết là hai con mắt tôi trừng trừng tôi mở luôn mà, hai mắt tôi mở trừng trừng luôn không biết sao không. Chưa đâu nó giết tôi chết xong rồi nó quan sát tôi luôn không, quan sát tôi luôn rồi tôi thành bộ xương khô luôn. Cái bà chủ đó nói tôi gì vào để ông nghe nha, bà chủ đó nói cho tôi vào và tới sáng rồi tôi không về, hay điện thoại cho tôi không được, báo cáo cho người nhà điện thoại cũng không được luôn. Rồi bắt đầu đăng tin tìm người như vậy đó, đăng tin nhắn tìm không được không biết. Rồi đến tại sao mà tìm được cái bộ xương khô tôi không, đến một hôm cái gia đình đó người ta đi làm dãy đó không, tôi trồng bắp đó, làm dãy bắp đó, trồng ngô cho nên người ta tôi trồng ngô người ta thấy cái mùi gì nó thối thối là lúc đó nó phân hủy dần hết rồi, phân hủy dần hết rồi rồi nó hực lên luôn rồi táo quả rồi la làng lên rồi cái tin đồn nó lan truyền đó không, lan truyền đó rồi người nhà tôi bà chủ tôi đều này kia đến nó tìm là cổ xương khô đó là của tôi đó không. Tại vì ông biết làm sao nhận ra tôi chứ không, tại vì lúc chết đó trên người tôi còn một cái chỉ giặt, trên người tôi còn sót lại một cái chiếc bông mà nó rớt xuống được một chiếc bông đó không, còn sót lại một chiếc bông để gia đình tôi mới nhận ra rồi đem cái bộ xương khô tôi về chôn cất đó, đem về chôn cất. Nhưng mà tôi còn oán hận đó, như là tôi chết oan ức quá tôi đi tìm bọn đó rồi tôi giết nó tôi trả thù mà tôi tìm chưa có gặp ông à. Chuyện 4 năm nay không gặp luôn. Không Thôi giờ tôi nói nghe, bây giờ thôi giờ đừng có quá hận thù được rồi, giết qua giết lại thì nào biết hết không, cái bà giết họ rồi cái sau này họ giết gia đình của bà, người thân của bà thì cũng vậy thôi, nên là mình do mình nghĩ là đó là cái nghiệp cái nhân cái quả của mình thôi, mình ráng mình chịu, bây giờ coi như là mình chết rồi mà hôm nay có duyên lành tôi sẽ cố gắng giúp cho đầu thai cứu người, cũng mang hận thù nữa, tụi nó giờ chắc có lẽ trả thù ít gì bà hỏi trả thù giết người thì đền mạng không, có lẽ họ đi tù án họ cũng tù trung thân họ cũng trả cái quả hết rồi, cho nên giờ cô đi kiếm người kiếm cũng vậy thôi, kiếm từ nhà lao cái một là trung thân, hai nữa là tử hình vì cái tội giết người, người cướp của là hại người đó, tội nặng lắm, hiếp dâm rồi giết người rồi, cô tội này là cũng không nổi đâu, cho nên là cô dông cứ yên tâm, cho hỏi dông chết này lúc chết nhiêu tuổi và tên gì á? Ôi, tôi lúc chết tôi mới có 25 tuổi à, Vẻ đẹp tên gì? tôi tên là Lệ Thu. Lê Thu. Đẹp không? Giờ thì 25 tuổi thì 4 năm nay mới 29 tuổi rồi, tôi là 40 tuổi rồi, để tu chứ tu còn anh pháp sư cũng được, Anh có chứ. thì từ này hoặc từ từ nhà giúp đỡ mình chết qua cái sức của cô gì. Thì bây giờ cô hãy là từ tôi giúp cho về ngôi chùa tu lành thường niệm sớm đầu thai giúp người cũng mang quán hận nhỉ nha, hiểu không? Thì có đói bụng không, tôi cũng mang ít cơm mà cúng cho ăn hả? Ôi,
Nghe những lời này của ông thì tôi cũng được an ủi phần nào rồi. Chứ tôi ngày ngày tôi đi tìm kẻ thù sát hại tôi lay lắt ngày đây mai đó, tôi cũng chán cảnh ngày đây mai đó lắm rồi. Vì nghe lời tôi nhé, tôi giúp cho về chùa tôi làm cho hiền, mà sẽ thu dọn cho ông ít cơm cúng cho ấm lòng, rồi xong rồi tôi giúp cho về chùa nhé. Rồi bây rồi ơn chú. giờ bây giờ cô lại cô tạm đánh ra ngoài nha, Rồi, im nha. tôi đợi. Thì ông thôi đây, giờ mình sẽ đặt các bạn cách mình cúng nha, chắc mình là gần gần này cho bà ra dùng rồi mình giúp bà luôn nha. Như vậy nha, mà bác ha. Cũng như cái này vậy nha bạn. Rồi mình sẽ bày cái chỗ này cũng như mà bạn nha, cũng ngay chỗ này luôn. Cái ly cục và cắm nhang rồi. Kiểu cái dòng này là tu sớm được biết thân người. Tôi trẻ giờ bồng bột quá, măng không biết cái nào là cái tốt, cái nào xấu chứ. Mình làm cái gì cũng phải có điểm dừng. Làm quá bậy bạ rồi, mấy đứa ơi. Hãm ta chết luôn rồi, xong rồi. Rồi ấy luôn, quá trời. Vô lòng mà quên mang theo vậy nên là bánh trái làm sao để mà bọc vậy luôn, quên mang theo cái dĩa không mà bánh trái làm sao để trong cái bọc luôn. Cái cô này đã dùng xịt lại chút xíu. Lệ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Anh Văn Bồ Tát, Nam mô Đại Thích Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô các chư vị chư thần thần đá thần non, đặc biệt là cái dòng của lễ thu này, hãy dùng bánh trái em ơi. Pháp sư nhỏ tôi sẽ giúp cho về chùa độ lành tôi hiện sớm thân kiếp thần người nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cái dòng lễ thu tôi xin cảm ơn anh pháp sư trẻ nhỏ trẻ. Cảm ơn anh đã cúng cho tôi, đãi cho tôi một bữa cơm chay thịnh soạn ngon lắm. Dưng đang ngủ không làm mình thật là kinh hoàng tỉnh giấc luôn, tại vì ban ngày
Ban ngày thì tôi lo tôi đi tìm kẻ thù, còn ban đêm thì tôi lo tôi ngủ, đi giữ gìn sức. Đang ngủ cũng bị kinh động. Cũng nhờ kinh động đến giấc ngủ của tôi mà tôi đã thức giấc được. Cũng nhờ thức giấc mà tôi nghe ông nói những lời này rất là êm tai. Về chùa hay về đâu cũng được, chứ tôi trong hồn tôi phiêu bạt ngày đây mai đó hoài tôi cũng chán. Đội ơn anh đã đem hương nhang khói này đến cho tôi hưởng hưởng một bữa như vậy, tôi đội ơn ông. Dù sao cũng tốt hơn, có cũng đỡ hơn không. Tranh thủ những lúc có mình cứ ăn thôi. Đội ơn anh Pháp Sư đã đãi cho tôi thơm lắm, ngon lắm. Lễ thu tôi sẽ khắc ghi cái món, những cái thức ăn này ông đãi cho tôi. Lễ thu tôi sẽ khắc ghi cái ơn này. Cũng vì ngày ấy tôi tham 300.000 tiền bồi bổ mà tôi đi giao đồ ăn nhanh, đi giữa cái đêm khuya. Còn xe còn bị đứt sơn ngay bọn ác nó cưỡng hiếp giết chết quan sát gì. Đau đớn cho cái thân của tôi lắm. Đúng là đau đớn cho cái thân của tôi. Không ngờ tôi lại gặp ngay kẻ xấu. Nó đang nhậu. Xe bị đứt dây sơn, không ngờ nó không giúp mà còn cưỡng hiếp giết chết đi tan. Giết chết. Rồi còn phi tan quan sát của tôi. Tôi chết, lúc ấy tôi chết, tôi không nhắm mắt được. Tôi buồn lắm. Tôi buồn lắm. Thế có lẽ là tôi chết oan chết ức, cho nên tới bây giờ, 4 năm mấy nay tôi chưa được siêu thoát là như vậy. Chứ có lẽ như vậy. Ngày ấy, cái tuổi của tôi nó mới có 20 mấy thôi, tôi đang như đời vô số mà tôi chết quan đó. Ôi, cái chết đến với tôi không có chấp nhận được, tại vì tôi quan ức lắm. Quan ức quá cho nên là một sớm một chiều tôi không thể nào chấp nhận được. Người chi kể thiên thu việc, kể ở trần gian, nốt ngậm ngùi. Ôi, gia đình tôi thật sự là khóc ngậm ngùi. Khóc vì một cái chết oan ức của tôi. Khi mà tôi thấy người nhà của tôi khóc như vậy, hồn của tôi cũng không có đi được.
cho nên tôi cứ dương dấn mãi. Có lẽ vì chết tất các kỳ tử là một, chết quan chết đất là hai, dương vắng người người thân là ba, cho nên cộng lại ba cái dương vắng đó, cho nên tới bây giờ tôi không được siêu thoát là như vậy. Quan ức của tôi không có cam tâm, dương vắng người thân của tôi không có đi nở. Cái gì nó cũng dồn được lượt một, cho nên tôi không có cam tâm mà ra đi. Trong một phút, một giây như vậy, tôi đau đớn lắm. Còn một hồi ông ra tôi hỏi ông sao ông có thể cứu mình, ông có thể làm cho mình sống như người bình thường được không nhỉ? Thì bây giờ dương vắng người nhà quá trời, nhớ thương người thân nhé. Đi thì không nở, ở thì cũng không được. Chết rồi thành một cái vong hồn mà còn chưa được yên thân, khổ sở quá. Không biết ổng nói ổng là pháp sư pháp tạng gì đó, một hồi mình kêu ổng cứu mình sống lại được không, tại vì bây giờ tôi không có nở ra đi, tôi cứ dương vắng người nhà của tôi mà. Cứ mỗi năm mùa xuân về là tôi cứ lén lén từ xa tôi nhìn, tôi cứ ngậm ngùi lắm ông ơi, ngậm ngùi tôi khóc mà không ai thấy cả. Không có ai nghe được tiếng tôi khóc hết trơn. Thật là chua xót và ngậm ngùi. Không có cái gì đau đớn bằng kẻ đầu bạc tiện kẻ đầu xanh. Ôi, ông làm tôi giật mình vậy. Trời đất ơi, em cũng giật mình, mắc cười quá. Đúng vậy. Trời, không biết tôi dừng nói chưa? Tôi dừng nói, nhưng mà tôi có một cái tâm nguyện không có thể giúp được cho tôi không? Nói đi, giúp được, giúp đến được thì thôi. Thế sao vậy? Ông nói ông là pháp, pháp sư, pháp địa, pháp tạng gì đó, ông có thể giúp nội, chừng có thể cứu lấy cái linh hồn tôi thành một cái con người bình thường không? Muốn trở thành người bình thường đúng không? Không, trước tiên là phải về đầu thai, đầu thai chuyển kiếp thành người bình thường được rồi. Chứ ông đã hết cách rồi. Hết cách rồi. Chứ giờ bà người đã coi như là kiếp này đã chấm dứt rồi, đúng không? Nên là hỏi đầu thai thành kiếp sau mới được. Bây giờ bà tu tập được tốt đi, kiếp sau bà thành con người thông minh, một người đẹp đẽ, một người ngoan hiền, sống lại có tình có nghĩa. Rồi biết đâu lại có bạn gái, có bạn trai yêu thương. Hoặc là mình thể mình thay thành một nữ xinh đẹp nữa, sinh ra ngôi nhà giàu sang phú quý, đúng không? Có tiền, có bạc, có kiến thức, cha mẹ lo cho đầy đủ hết. Mình ăn học, có kiến thức, mình lấy được người có kiến thức, giàu sang, khỏi phải đi làm công, làm cực để mà bị hại như vậy. Đó. Giờ bà đồng ý thì tôi giúp bà về ngôi chùa đó tu. Mà cho hỏi nha, chứ tôi giúp đó. Bà đồng ý không? Tôi đang nghe ông nói, nhưng mà thật sự là ai cũng mong được cái thân người cả. Bản thân tôi cũng mong được cái thân người. Nhưng mà trước khi thành một cái thân người thì sẽ có hết nhò đi hết tất cả. Tôi không còn nhớ đến người thân nữa thì tôi đau lòng quá. Ôi đâu, sống đời chúng ta mà
mình gặp nhau là đến nhau là trải nghiệm với nhau. Sau khi trải nghiệm cái nợ không hết rồi thì mãnh hải đi, chết rồi cũng hết, có lưu luyến được gì không? Trần gian là tội tạm bợ thôi, chỉ nợ lẫn nhau, trả nợ xong rồi mãnh hải đi, đúng không? Không à, nhưng mà tôi không có cam tâm, đời người chỉ có một lần thôi, tôi không có cam tâm. Ông càng tâm mà cũng phải chịu, đời có số mà. Ông Nhân Diêm Vương ông có cái sổ của mình, ông ghi sổ bữa nay cái tên của cô là Lệ Thu Trạch, cô này cổ phải chết vì vậy do cái đời trước á, đời trước cô tạo cái gì đó, cho nên là đời này cô phải trả cái nghiệp đó, hiểu không? Đó nên là cô buộc phải chết, cho nên phải trả nợ. Nhưng mà cô chết vậy là chết rồi bị quan ức thật sự. Đúng vì rồi. Cái này thì thấy cũng tội nghiệp, nhưng mà nghiệp phải trả. Châu đời trước bà hãm hiếp người ta, đời này ta hãm hiếp mẹ quệ hoặc là làm khổ người ta gì đó, đúng không? Tôi không có biết đời trước sẽ cái gì cả. Suy đoán vậy thôi với tôi cũng biết vậy chứ bà. Đó. Nhưng mà trước khi thành một cái con người mới mà tôi thấy không còn nhớ gì về kiếp này nữa, thật sự tôi nói đau lòng lắm. Có đau lòng mình phải nén lại, mình phải biết đó là lực nhân quả, có trước có sau, tôi nói bà rồi, đừng có buồn phiền gì cả. Bà đời sao biết đâu mà tốt hơn, gặp người tốt hơn, gia đình giàu không có quý, hên hên thì gặp lại anh em bà con đồng họ đời cũ thì sao, biết đâu họ có duyên có căn gặp nhau nữa thì sao, nó chuyện quá trời bình thường. Biết Bà rằng sống có căn có duyên gặp lại nhưng mà đã xóa nhòa ký ức rồi, không còn biết gì nữa. Tất nhiên phải vậy rồi, đồ thằng một con người mới mà phải là người cũ nữa đâu mà sợ chết hay không. Không Bây không giờ về chùa tu ha, chịu không? Không chịu thôi tôi bỏ bà ở đây cho mấy quỷ đực quỷ sứ ở bên này bắt bà làm vợ bà, sai khiến bà chơi là cho bà khỏi siêu sinh luôn, bà khỏi nhớ ký ức của bà luôn. Thì tôi bây giờ tôi đang phân vân, nếu như làm một cái người mới thì tất nhiên là tôi không còn nhớ gì về kiếp này nữa. Đúng rồi, chính xác. Còn nếu như mà tôi còn muốn nhớ về kiếp này nữa thì tôi cứ lưu lạc trên nhân thế, tôi cứ nhìn người thân tôi khóc hoài, tôi chịu không nổi. Đúng rồi, bà thành con quỷ rồi bà nhận nhớ đó, chừng nào bà hết thành quỷ rồi bà mới nhớ nữa. Thôi mẹ bắt sư nhỏ tôi đi, giúp cho vô chùa tu bốn đồ thầy những cái thành người bà ơi, cái thành quỷ xinh đẹp ở đây nguy hiểm lắm, hiểu không? Đi ha. Rồi nếu như ông đã hết cách thì tôi cũng cam tâm chịu thôi. Từ đó đi hiện tại có cúng cơm hàng ngày cho bà dừng ăn thoải mái, ráng mà tu đi, lành tự hiện sớm rồi hay những cái tình người như vậy nha. Rồi giờ thì chắp tay niệm sáu chữ Nam Mô Phật Tử đi nè, tôi khóc nữa. Rồi bây giờ tôi sẽ nghe lời ông, tôi không khóc nữa. Niệm sáu chữ Nam Mô Phật nha. Trước khi đi tôi cũng cảm ơn ông pháp sư đã cho tôi ăn một bữa, tôi đội ơn ông. Đi. Rồi đó mà bác ơi, đăng cũng đã giúp một cái dòng xong rồi, chắc lẽ video làm sẽ kết thúc tại đây, hẹn bà bạc những video tập tiếp theo nha. Giờ mà thấy tội nghiệp còn lưu luyến, cứ lưu luyến đàn bà phụ nữ cứ lưu luyến cái chuyện gia đình hoài, đó là lực nhân quả mà, chết thì có già không chịu. Hôm nãy có duyên lành gặp được pháp sư nhỏ thì giúp trở về chùa rồi, cuối cùng mình cũng khuyên bảo giúp được rồi mà bác mừng quá. Cái cô này cổ cứ lì lì sao mắc cười quá. Thôi nha bác ha, chào tạm biệt bác nha.